Thì một bước đầu cái trọng tài bên kia sao đó nhớ lên nhé. Trọng tài ơi, trọng tài bên kia thì chưa có. Anh lên mà con đi nữa. Lên mình điêu mà. Đi vô đi con, vô đi. Nếp nhặt biên lên. Đây vô đây lấy mèo. Nếp nhặt biên lên còn gì vậy? Cũng đâu, cũng đâu. Quả đen biên lên xa. Và các cầu thủ là 16 mới. Chạy chạy chạy. Có kịp không? Một pha bóng liên tiếp cho số 2. Từ từ bình tĩnh nha. Không con hầu nó bà chỉ anh hái đứt cái đầu đó ngồi im hết. Ngồi im. Con ngồi lượm. Lượm đâu? Một pha tranh tư vấn giữa hai đội giữa sân. Và lúc này là cầu thủ xanh số 7. Tông Bảo chuyền lên rơi. Tông Bảo không? Rất là đáng tiếc một quả bóng. Trời ơi, thế vậy? Một quả bóng không được đưa vào lưới. Tưởng vô rồi chứ. Quá chị ơi. Có kịp không? Có làm gì được không? Chị không mà. Để miền chú ý là chân của mình phải chạm đất nha.